Hi, chào cả nhà, rất vui là gặp cả nhà trong video của Hùng trong ngày hôm nay nha. Vâng, ngày hôm nay Hùng sẽ làm một cái video gửi đến tất cả mọi người là chương trình tri ân khách hàng cũng như là những nhân dịp ngày 20 tháng 10 ngày quốc tế phụ nữ. Nên là Hùng sẽ ra mắt một sản phẩm là bên nhớt dành cho hãng Shiga và Shiso. Mong mọi người cùng xem nha. Nó gồm các mẫu là 0,8. Đây là 0,8 dành cho xe tay ga, xe máy thường của em khoe còn đó, còn này là dành 0,8 dành cho xe ga nhớt là Moat. Mọi người cùng tham khảo nha. Nhân dịp này Hùng sẽ tri ân khách hàng gửi đến chương trình khuyến mãi cho mọi người, đó là khuyến mãi là nhớt xe 30% nha, giảm 30% nhân dịp 20 tháng 10 ngày quốc tế phụ nữ. Mong cô chú anh chị nào ai quan tâm thì vào lại ngay điểm sửa xe của Hùng là khu phố 1, phường 5, thành phố Tây Hồ, tỉnh Phuyên nha. Đó, mời mọi người cùng gặp mọi chi tiết, mọi người xin liên hệ số điện thoại của Hùng là 0368424491. Hùng sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người hiểu và được thay nhớt miễn phí giảm 30% nha mọi người. Nè, Hùng sẽ review tất cả các mẫu nhớt là bên mình mới về mẫu nhớt này Moat nè. Đó. Mẫu nhớt này rất mới ra trên thị trường nên là Hùng sẽ lấy số lượng và Hùng sẽ tri ân khách hàng. Hùng sẽ giảm 30% cho toàn thể quý khách hàng trong một ngày duy nhất là ngày 20 tháng 10 ngày quốc tế phụ nữ. Nha, mong mọi người lại cửa hàng Hùng tham khảo và để có những dòng nhớt cho xe mình được ngon và êm hơn. Đây nha mọi người. Đó, đây là dòng nhớt xe tay ga. Đó, 0,8, con này là 0,8 dành cho xe quen phê, xe út hoặc là rim quay bình thường của mình gồm có chai 1 lít. Đó, như này là chai 1 lít. Đó nha mọi người, đó là tri ân chỉ cần một ngày duy nhất trong ngày 20 tháng 10. Mong mọi người ghé cửa hàng Hùng ủng hộ và được thay nhớt, được giảm giá 30% nha mọi người. Vâng, video Hùng đến đây xin kết thúc. Chào mọi người.